Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Bí mật ẩn trong 11 pho tượng gỗ được hộ tống qua biên giới. Trong cùng một ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 pho tượng gỗ được nhiều đối tượng hộ tống cẩn thận qua biên giới có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, bí mật ẩn trong những pho tượng này đã bị vạch trần. Ngày 14 tháng 9, thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng vừa triệt phá một chuyên án ma túy rất lớn với thủ đoạn tinh vi. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 9 tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Hải quan đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hà, sinh năm 1976, trú ở Sơn Lĩnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh, khi đối tượng đang vận chuyển 98kg ma túy tổng hợp được cất giấu trong 5 pho tượng gỗ có cài định vị. Hà khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên bằng ô tô từ một đối tượng người Lào ở thủ đô Viêng Chăn về thành phố Hồ Chí Minh giao cho các đối tượng ở đây để tiêu thụ. Qua mở rộng điều tra, các đối tượng này đang nằm trong chuyên án A3-220 do cục xác lập. Tiếp tục mở rộng điều tra, khoảng 12 giờ ngày 10 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đặc nhiệm 3 cục chủ trì phối hợp với lực lượng nghiệp vụ khác đã bắt giữ 6 đối tượng, 19 bánh heroin, 22,5kg ma túy tổng hợp các loại. Công an tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với công an Lào bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 110kg ma túy tổng hợp các loại cũng được cất giấu trong 6 pho tượng gỗ. Tính tới thời điểm hiện tại, bước đầu đấu tranh với chuyên án, lực lượng đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ hơn 237kg ma túy các loại, 260 triệu đồng và các tang vật khác có liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.